Chào mừng các bạn đã đến với bản tin bóng đá ngày 4 tháng 3 của kênh Bóng TV. Trước khi đến với tin chính ngày hôm nay, các bạn hãy đăng ký và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức bóng đá mới nhất nào của kênh Bóng TV các bạn nhé. Một cuộc khủng hoảng nhỏ đã đến với Liverpool khi rạng sáng nay ngày 4 tháng 3, họ đã để thua Chelsea và phải dừng chân trước ngưỡng cửa tứ kết FA Cup. Đây là thất bại thứ 3 trong 4 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường của đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp. Trái với dự đoán của người hâm mộ, bước vào chuyến hành quân tới sân Stamford Bridge, huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn sử dụng nhiều ngôi sao để sát cánh bên cạnh các cầu thủ trẻ. Tân binh Takumi Minamino hợp cùng Divock Origi và Sadio Mane trở thành bộ ba trên hàng công. Dưới hàng thủ, Virgil van Dijk và Joey Gomez áng ngữ trước khung thành thủ môn Adrian. Ngoài ra, hai tài năng trẻ Curtis Jones và Nico Williams cũng được bố trí ra sân ngay từ đầu. Với Chelsea, sân chơi FA Cup được xem là cứu cánh của huấn luyện viên Frank Lampard ở mùa giải này. Chính vì thế, chiến lược gia người Anh đã tung ra sân đội hình mạnh nhất mà ông có ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại của thủ thành số 1 Kepa, người bị đày lên ghế dự bị ở vài trận đấu gần đây. Bước vào trận đấu, cả hai đội đều cho thấy quyết tâm giành chiến thắng và tốc độ được đẩy lên rất nhanh ngay từ đầu với những pha ăn miếng trả miếng. Phút thứ 13, sai lầm để mất bóng của tiền vệ Fabinho ngay trước vòng cấm đã tạo cơ hội để Willian nhanh chóng tung cú sút xa rất căng, mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Chelsea chủ động nhường thế trận cho Liverpool. Thế nhưng phút thứ 64, tiền vệ Van Dijk thực hiện pha dốc bóng từ phần sân nhà, tận dụng hàng phòng ngự dâng cao của Liverpool và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc ngay sát vòng cấm, đánh bại thủ thành Adrian lần thứ 2 trong trận đấu. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Như vậy, Liverpool nhận thất bại thứ 2 liên tiếp, đồng thời chấm dứt tham vọng tiến sâu tại FA Cup. Trong khi đó, với chiến thắng này, Chelsea đã có được tấm vé vào tứ kết giải đấu lâu đời nhất thế giới. Ở những trận đấu diễn ra không lâu sau đó, Sheffield United có chiến thắng 2-1 trong hiệp phụ trước đội bóng chiếu dưới Reading, trong khi Newcastle giành thắng lợi nghẹt thở 3-2 trên sân West Brom, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải hạng nhất Anh. Cũng trong rạng sáng nay ngày 4 tháng 2, buổi lễ bốc thăm chia bảng Nations League 2020-2021 đã được diễn ra tại Amsterdam, Hà Lan. Và như thường lệ, người hâm mộ đã đổ dồn sự chú ý vào League A, nơi có sự hiện diện của các đội bóng hàng đầu châu Âu. Và đúng như dự đoán, League đã có sự xuất hiện của những bảng đấu tử thần và tạo ra được nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn. League A với việc hội tụ toàn các anh tài sẽ có 4 bảng đấu hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn. Cụ thể, ở nhóm 1, Italia sẽ tranh tài cùng nhà đương kim Á quân Nations League Hà Lan, kèm theo đó là Ba Lan và Borussia. Sang đến nhóm 2, đội tuyển Anh của huấn luyện viên Gareth Southgate chắc chắn phải trải qua nhiều thách thức, bởi đối thủ của họ bao gồm Bỉ, Iceland và Đan Mạch. Đây đều là những đội tuyển khó nhằn, trong đó sức mạnh của tuyển Bỉ đặc biệt ghê gớm. Ở nhóm 3, nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha rơi vào nhóm tử thần khi Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội sẽ chạm trán Pháp, Thụy Điển và Croatia. Pháp từng bị Bồ Đào Nha đánh bại ở chung kết Euro 2016 nên chắc chắn họ rất muốn phục hận. Trong khi đó, nhà đương kim áo quân World Cup Croatia là một đội tuyển khó lường, hứa hẹn sẽ mang đến cho Bồ Đào Nha lẫn Pháp thử thách không nhỏ. Cuối cùng, ở nhóm 4, tâm điểm chú ý được đổ dồn vào Đức khi họ sẽ tranh tài cùng Ukraine, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ. Cuộc đối đầu giữa hai nhà cựu vô địch World Cup chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Kèm theo đó, Ukraine cùng Thụy Sĩ sẽ là những ẩn số không thể xem thường. Ngoài League A, UEFA cũng tiến hành chia nhóm thi đấu ở League B, C và D. Đáng chú ý, do chỉ có 7 đội tuyển nên League D sẽ có một nhóm đấu gồm 3 đội. Cụ thể, San Marino sẽ chung nhóm với Liechtenstein, Gibraltar, còn Malta, Andorra, Latvia và đảo Faroe sẽ cùng chung một nhóm. Giai đoạn vòng bảng của Nations League 2020-2021 diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay. 4 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. 2 trận bán kết diễn ra vào các ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6 năm 2021. Trận tranh hạng 3 và chung kết sẽ diễn ra vào ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Các đội đứng cuối bảng ở League A và League B sẽ bị xuống hạng, còn các đội đứng đầu bảng ở League B, League C và League D sẽ giành quyền thăng hạng. Kết quả thi đấu tại Nations League 2020-2021 sẽ có tác động nhất định tới vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Cựu lục địa có tổng cộng 13 suất dự vòng chung kết World Cup 2022. Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu sẽ có 10 bảng. 10 đội đứng đầu các bảng giành vé trực tiếp đến Qatar tranh tài. 10 đội nhì bảng cộng thêm 2 đội có thành tích tốt nhất ở Nations League 2020-2021. Trong số các đội không nằm trong 20 đội vừa kể, nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền đá vòng play-off giành 3 vé vớt. Mới đây, các bác sĩ tại Heerenveen đã chuẩn đoán và công bố Đoàn Văn Hậu sẽ phải nghỉ thi đấu trong vòng từ 2 tới 3 tuần tới và sẽ kịp bình phục khi đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 vào cuối tháng 3 tới đây.
Văn Hậu dính chấn thương đầu gối sau hơn 15 phút thi đấu trong chiến thắng 9-1 của đội dự bị Heerenveen trước Yongwil Lam 2 vào sáng ngày 3 tháng 3. Anh càng gượng đá thêm ít phút trước khi không thể tiếp tục và buộc phải rời sân. Trên đường rời sân, anh bước tập tễnh và phải có hai người dìu ra ngoài. Sau khi xem xét kỹ chấn thương của Văn Hậu, các bác sĩ tại Heerenveen kết luận Hậu chỉ phải nghỉ thi đấu từ 2 tới 3 tuần. Nếu phục hồi đúng tiến độ, anh sẽ kịp tái xuất khi tuyển Việt Nam hội quân đấu Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Chấn thương không quá nghiêm trọng của Văn Hậu chắc chắn là tin vui cho huấn luyện viên Park Hang-seo, khi trước đó tuyển Việt Nam đã nhận hàng loạt tin dữ. Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh đều không thể thi đấu vì các chấn thương dài hạn. Nguyễn Trọng Hoàng bị treo giò, còn Đặng Văn Lâm bị đày lên ghế dự bị ở Moncton United. Ông Park không còn nhiều cái tên đẳng cấp ở hàng phòng ngự. Bởi vậy, ông rất cần những người như Văn Hậu, Ngọc Hải, Tiến Dũng khỏe mạnh và có phong độ cao. Tại Heerenveen, Văn Hậu mới chơi đúng 4 phút ở đội 1. Tuy nhiên, anh đã liên tục ra sân tại đội dự bị. Cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội cũng thể hiện tốt trong những lần trở về tập trung đội tuyển quốc gia. Tuyển Việt Nam hiện đứng đầu bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có 11 điểm, nhiều hơn vị trí kế tiếp của Malaysia 2 điểm. Nếu đánh bại đối thủ này, tuyển Việt Nam có lợi thế cực lớn để lần đầu tiên đặt chân tới vòng loại cuối World Cup. Văn Hậu và đồng đội sẽ hội quân vào hôm 21 tháng 3 tại miền Nam. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lần lượt đá giao hữu với Kyrgyzstan vào hôm 26 tháng 3, trước khi chuyển sang Malaysia gặp chủ nhà vào ngày 31 tháng 3. Kylian Mbappe mới đây đã được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Pháp để tham dự bộ môn bóng đá nam tại Olympic Tokyo 2020. Thế nhưng, có nhiều ý kiến cho rằng Mbappe sẽ bị quá tải khi tham dự hai giải đấu lớn liên tiếp, bởi vì trước khi tham gia Olympic, anh sẽ phải tham dự vòng chung kết Euro vào tháng 6. Cụ thể, ngôi sao của PSG là một trong số 80 cầu thủ được điền tên vào danh sách triệu tập. Tiền đạo người Pháp năm nay mới 21 tuổi và đủ khả năng chơi tại giải đấu trên đất Nhật hè tới. Chủ tịch FFP Noel Le Graff khẳng định, giống như những cầu thủ U23 khác, Mbappe tài năng và xứng đáng được đưa vào danh sách. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh ở đây là thời gian diễn ra Olympic không thuộc FIFA Day, nên các PSG có quyền từ chối nhà cầu thủ. Le Graff tiết lộ, ông và chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã trao đổi về vấn đề này, và doanh nhân người Qatar không tỏ ý phản đối, dù cho rằng thời điểm diễn ra Olympic trùng với quá trình chuẩn bị một giải mới của câu lạc bộ. Dẫu vậy, El Equipe cho hay, PSG lo ngại khả năng Mbappe có thể bị quá tải nếu tham dự hai giải đấu lớn liên tiếp trong vòng vài tháng. Trước khi dự Olympic 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 8, Mbappe sẽ phải cùng tuyển Pháp tham dự vòng chung kết Euro diễn ra vào tháng 6. Cá nhân Mbappe muốn chơi ở Olympic, nhưng quyết định cuối cùng chỉ phụ thuộc vào PSG. Giải đấu năm nay là lần đầu tiên Pháp trở lại môn bóng đá ở Olympic kể từ năm 1996. Tại Thế vận hội Atlanta, Mỹ, Pháp mới một lần giành vàng bóng đá Olympic vào năm 1984. Dự kiến, bản danh sách rút gọn sẽ được giảm xuống còn 50 trong thời gian tới. Bản danh sách cuối cùng bao gồm 18 cầu thủ dưới 23 tuổi, cộng 4 cầu thủ trên 23 tuổi, sinh từ năm 1996 trở về trước. Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết, mẹ của Ronaldo là bà Dolores bất ngờ bị đột quỵ và đã được nhanh chóng đưa vào bệnh viện vào lúc 5 giờ sáng ngày 3 tháng 3 theo giờ Bồ Đào Nha. Hiện tại, bà sẽ được tiến hành nhiều cuộc kiểm tra hơn để kiểm tra bệnh tình. Marca và AS cho biết bà Dolores bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ, được gây ra bởi máu đông ngăn chặn hoặc làm tắc nghẽn việc truyền dẫn oxy đến não bộ. Đây là một loại đột quỵ rất thông thường. Vào hồi năm 2019, bà Dolores tiết lộ đang phải giành giật sự sống với bệnh ung thư. Trước đó, mẹ của Ronaldo được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào năm 2007. Tưởng đâu đã đánh bại được căn bệnh, nhưng thời gian gần đây thì sức khỏe của bà bỗng chuyển biến theo chiều hướng xấu. Theo The Sun, bà Dolores là fan cứng của cậu con trai Ronaldo. Người phụ nữ 65 tuổi này rất chăm chỉ hoạt động trên mạng xã hội, nơi bà thường đăng những hình ảnh đi du lịch ở khắp mọi nơi trên thế giới cùng với siêu sao người Bồ Đào Nha. Trong bất kỳ sự kiện nào, Ronaldo cũng luôn đi cùng mẹ trên những chiếc máy bay riêng đắt tiền. Anh vẫn thường dành tặng cho thân mẫu nhiều món quà đắt tiền, trong đó có chiếc Porsche trị giá 100.000 bảng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin bóng đá ngày 4 tháng 3 của kênh Bóng TV. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh Bóng TV để cập nhật được những tin tức bóng đá mới nhất nhé!